Vâng, xin chào bác với kênh xe đạp. Và trong video trước thì em có giới thiệu qua bác một mẫu xe đạp của thương hiệu Gian rất là cao cấp, của model địa hình Gian XTC. Và hôm nay em về thêm một chiếc nữa là dòng cao cấp hơn, model XTC 860 của thương hiệu Gian. Đây là một thương hiệu rất nổi tiếng ở trong làn xe đạp thể thao. Và đây cũng là một cái mẫu model cao cấp của thương hiệu Gian, về thương hiệu Gian địa hình mountain bike. Đây là model Gian XTC 860. Và điều đặc biệt là trong cái bộ group xe xử lý trong xe thể thao XTC lần này giới thiệu qua bác, Gian XTC 860 nguyên bộ group full đồ Shimano SLX. Và rất là cao cấp, và trên là cả dòng Delre, Shimano Aceda, Antut và Livio. Đây là một mẫu xe cao cấp bên em mới về, XTC 860 với bộ nguyên group xe SLX, gần như là trùng cuối của xe địa hình và touring rồi. Và xe được trang bị với giảm xóc hơi, quá trình trên tay. Đây là một mẫu xe Gian 27,5 XTC model 860. Và bây giờ xin vào nhà chi tiết tổng thể của xe. Vâng, và lần này em vẫn về được một chiếc mẫu XTC của thương hiệu Gian, model cao cấp của Gian XTC 860 dòng mountain bike. Thì vẫn là cái bộ khung sườn nhôm, hợp kim nhôm siêu nhẹ của nhôm Alutix SL. Thì những video trước giới thiệu qua các bác thì nhôm dòng Gian thì dùng Alutix bình trung tầm trung, và dòng SL là dòng cao cấp hơn hẳn so với những mẫu đồ model thông thường khác. Thì xe được sử dụng với bộ khung rất là chắc chắn bác nhé, rất là nhẹ của nhôm Alutix SL. Và riêng dòng XTC này thì dòng model XTC thì thường là lốp 27,15. Đây nó có ghi trên khung xe luôn. Và cái model 860 này khác biệt ở những cái model dòng 800, 820, 840 khác là bên dưới cái khung xe, bên dưới sườn xe bác đây thì nó là một đường vòng khung ấn lên bên trên, giúp các bác có các bác lực để về từ phía trước tốt hơn. Rất là cao cấp của dòng XTC 860 mà bên em mới về. Hợp kim nhôm siêu nhẹ. Vẫn là cái tông màu đen. Điểm nhấn là những cái màu xanh trời, điểm chỉ về những cái phía đằng sau xe rất là nổi bật, trên tạo cho khung xe rất là khỏe. Đây là những cái điểm xanh trên khung xe tạo điểm nhấn cho xe cái tông màu đen. Một dòng XTC dòng model 860 rất là cao cấp bên em mới về. Kích thước lốp là lốp 27,5. Và xe đời cao cũng được chạy với bộ dây âm sườn rất là cao cấp các bác nhé. Một lần này em về nước xe cũng rất là mới. Tổng thể xem đánh giá tầm 90% xe. Trong cái quá trình sử dụng xe có ghi một vài vết xước nhỏ trên khung xe, nhưng tổng thể xe cũng rất là đẹp. Cái đồng cổ phốt chính hãng của Gian. Thì đây cũng là một cái thương hiệu Gian rất là nổi tiếng, và thương hiệu dòng xe đạp thể thao của dòng mountain bike. Cổ phốt kia đông nhôm chính hãng của Gian SL. Nguyên bản sau xe đây. Nguyên bản của nó là dòng Gian SL, dòng nhôm Gian nhôm siêu nhẹ đó nhá. Có chiếc SL sau xe đây. Các bác phải nhìn rõ đánh giá. Tay lóng cao su đúc chính hãng của Gian nguyên bản theo xe, rất là êm và chắc chắn. Và đặc biệt là riêng bộ dòng xe XTC 860 này, nguyên bộ group chính hãng của xe được trang bị với bộ group của Shimano SLX. Đây góc nhìn rõ, rất là cao cấp. Thì dòng Shimano SLX là gần như là trùng cuối của dòng touring và địa hình rồi. Thì em đã nói giới thiệu qua rất nhiều thời gian video trước. Bộ phanh dầu thủy lực đằng trước chính hãng của Shimano. Ghi đông của xe đây. Đây là cái miếng mút cao su em bóc ra bác nhé, chứ không phải biết xước đâu. Các bác về có kỳ cạo ra hết bác nhé. Trên cái ghi đông tay lái của xe. Và xe có nguyên bộ giảm xóc hơi rất là cao cấp, và khóa chỉ khớp chân tay, rất tiện lợi cho bác đi xe đạp những đường cung đường xấu, hoặc là bác đi đường đẹp đều có thể sử dụng xử lý ngay trên cung càng xe luôn. Bên tay phải em được sử dụng với bộ Shimano 3 tầng đĩa, cũng là chính hãng của SLX, rất là cao cấp. Phanh đằng sau sử dụng bộ phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano. Xóc hơi, giảm xóc hơi. Giảm xóc hơi này em được giới thiệu qua rất là bền luôn nhá. Bền và rất là êm hơn so với những bộ giảm xóc dầu. Thì đây là cái chỗ xả e cho các bác đây. Rất là bơm hơi. Khi bác dùng một thời gian, nếu mà có xuống hơi thì bác có thể mở cái van bên tay phải em mang vặn cho bác xem đây. Bơm hơi xuống này. Đủ lực hơi thì các bác có thể xả ra.
rất là dễ dàng và tiện lợi sử dụng đó các bác. Máy hơi chính hãng của Gian, nguyên bản theo xe, giảm sóc hơi và giảm sóc của Gian luôn, vành của Gian, vành Bottega. Thì trong thời gian trước em giới thiệu thì những cái dòng Gian XTC đời model cao cấp của XTC 800 đổ lên thì đều sử dụng với cặp vành là vành 27,5. So cao hơn với cái mẫu thông thường, cái thước lốp thông thường của dòng địa hình. Vành nhôm hai lớp rất là chắc chắn, chuyên sử dụng cho những mẫu xe địa hình mountain bike. Kích thước lốp là 27,5 x 2.1. Lốp chính hãng của Gian, xe rất ít sử dụng đâu mà lốp còn nguyên bản theo xe. Lốp của Gian này có nhìn rõ, lốp còn rất là mới lắm nhá. Cái bề mặt gai lốp vẫn còn trên cái lốp xe đây. Đấy. Rất là ít sử dụng. Lốp còn có nguyên bản theo xe, lốp của Gian chính hãng. Ở phía khung xe thì vẫn còn cái mã bạch QR code chính hãng của xe, thương hiệu Gian. Yên ở Yên Gian, Cọc Yên Gian và Yên Gian, Yên SR, SR2. Thì giống như dòng video trước em giới thiệu qua thì những thương hiệu xe Gian, dòng model cao cấp thì thường sử dụng cái bộ Yên SR2 đây. Đó, nhìn rõ, cũng là nguyên bản theo xe, rất là mới. Đùi đĩa trục rỗng, nguyên bản theo xe, đùi đĩa nhôm trục rỗng, trang bị 3 tầng đĩa, rất là cao cấp, giúp cho xe chuyển động rất là mượt mà và trơn tru. Xe sử dụng cái củ đề sau chính hãng của củ đề của Shimano SLX. Đằng sau xe sử dụng với bộ củ đề Shimano SLX rất là cao cấp, Goodmer Group SLX. Theo xe, đằng sau sử dụng với cặp Mayer chính hãng của Gian, vành của Gian. Vành mà lốp là đều là thông số 27,5, là cái model cao cấp của dòng Gian XTC. Vâng, xe có thông số là size M các nhé. Vâng, chiều cao size đứng của khung xe là size 48, tức là size M. Xe các bác cao từ 1m63 đổ lên, tức là trên 1m7, đi vừa xe. Xe được trang bị với 10 tầng lip chính hãng, nguyên bản theo xe. Xe được sử dụng với nguyên bộ gờ đút chính hãng Shimano SLX, rất là cao cấp. Trên cả Shimano DOD có nhé, gần như trùng cuối của dòng tô đinh của địa hình rồi. Và bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên lip này, lip xích còn rất là mới và thấy rõ. Xuống lip, chuẩn trọng rất là trơn tru và mượt mà quá nhá. Đây là một dòng Gian XTC 860, 3 tầng đĩa, xuống đĩa, đùi đĩa sụp rỗng, lên đĩa, gạt đĩa cũng của SLX cường không nhá. Nguyên một group Shimano SLX. Đây là dòng model cao cấp của dòng Gian XTC mountain bike, địa hình bên em mới về. Xe rất là đẹp các bác, tầm xe đánh giá tầm 90% xe. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Gian cao cấp bên em mới về, model XTC 860. Và xe có trợ qua nguyên một group rất là cao cấp của dòng Shimano SRX. Sử dụng với giảm sóc hơi, khóa chỉnh sửa phân tay, rim sườn. Và xe có mới bộ mới ở trên 90% xe. Và xe đã rất tốt bên em là 13.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có bác nào quan tâm thì liên hệ em qua ra YouTube tìm kia xe đạp, nhấn đăng ký và theo các kênh. Mời hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, các bác thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây,
rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ bên em. Và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424 và nhấn đăng ký theo cái kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.